Mình về Thanh Hóa nha anh em, mình thấy cây nhãn của ông ngoại, trời ơi trái quá trời luôn anh em, quá nhiều luôn, sum sai luôn. Qua cho anh em coi này, trái trời ơi trời, cây nhãn đó anh em nhìn nha, trái nhiều quá trời trái luôn nha, đó. Sum xe cho anh em, nó thật tả ha, anh em nhìn coi, quá tuyệt vời luôn ha, còn cái cao kìa, quá trời trái luôn anh em. Đó, quê ngoại của Cu Bi đó. Trời ơi. Quá trời luôn nha anh em. Em nhìn cây nhãn này, lúc cần trái sai triệu quả luôn nha anh em. Anh em này, nhìn này, trái này. Đó. Mình đang còn cây cây mặn này. Em thấy chưa? Thấy trái chưa? Quá trời luôn nha anh em. Đó. Còn ở đây cả ao cá đó, nhìn thấy nha, đây ao cá đó, cái nhãn anh em thấy chưa, quá tuyệt trái nha, mình đổ cho anh em coi nha, kỹ nha đó. Anh em xem nha, trái trái cỡ này nè, luôn anh em nhìn nha. Quá trời luôn đó. Nhìn trái nó luôn, gãy nhánh luôn, thọ nhiều quá chứ, nhìn quá trời luôn, trời trời ơi. Mình thấy dây vườn cây của ông ngoại ở kia, tôi nói trời ơi, cái ngọn cây nó nhiều nó sai, trời ơi quá nhiều nha anh em. Còn qua bên đây cây na nha anh em, đó đó cây na này anh em, thấy cây na chưa, trái cũng quá nhiều nha anh em. Đó đó cây na, đó trên kia cây nhãn, trời ơi, trái đu còn đây cái tắc luôn anh em, quay toàn cảnh cây này cây kia cho anh em xem nha, cái tắc cây cũng trái nhiều hả, nhìn thấy chưa, cho vào trái này đó, quá nhiều cho anh em. Trời ơi, con này đó, quá trời luôn, nó tới đất luôn, nó trái đầy luôn, sai luôn, đó. Quá nhiều chưa nè, đó cây nhà anh nhìn cây nhà này là trái nè, đó mình thấy cái ấy gần mà chơi giờ mình trời ơi, trái đã chưa nè, đó trái quá đã ha nè, nhìn kỹ nha, trái nhiều lắm nè, nè ôi trái đó. Trời còn cái bưởi nè nè, quay qua dùm mình cái bưởi có ông ngoại nè, trời ui trái quá trời luôn nè, nó thân nhỏ nhỏ mà nó trái nè, đủ đầy cây luôn nè, anh em thấy chưa, đó vườn cây nhãn thấy đã chưa anh em, và mình ra đây vườn nhãn rồi mình quay vườn chuối cho anh em xem nha, đây đây vườn chuối, vườn chuối có bên ông ngoại đó, đây là ra luôn nha anh em, ra đây nha anh em, hết nhiều cho anh em. Như mình kể nha, quá trời trái luôn nha anh em, đó đó chanh này, còn cái mít nữa anh em, cái mít nó có trái luôn, chưa, cái gì đi, trái quá nhiều nha anh em, chanh cũng nhiều trái nha anh em, còn cạnh cây bưởi nữa nha anh em, trái chưa, bụi quá trời trái cho nè, mình sẽ lại gần cho em xem nha, trái này nè, quá nhiều trái này, đó 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 nhìn thấy chưa, trái này bụi trái lắm,
Đó, dầm bút nè. Nhìn thấy chưa? Dầm bút không ngoại. Nhìn thấy dầm bút chưa? Thấy trái chưa? Má trời cái luôn. Nhìn thấy đẹp chưa? Thank you.